vọng là khâu kiểm duyệt của Việt Nam chúng ta sẽ thực sự là nới lỏng hơn một chút xíu nữa để các nhà làm phim có thể mang được nhiều đề tài hơn đến cho khán giả Việt. Và cái C13, C16 cũng vậy, thành nghĩ là với những bộ phim như thế này nè, nó cũng nên để cho các cháu nó xem dần là vừa, để cho bố mẹ có thể ngồi cái bên để giải thích cho các cháu hiểu là này làm sao đó. Tại vì chúng ta cứ sợ là các bạn trẻ tiếp xúc quá sớm với lại những cái gì về tình yêu, giới tính. Thật ra cái điều đó ở nước ngoài người ta làm rất sớm, từ các bạn nhỏ đi, khi họ lớn, các bạn ấy lớn lên, các bạn ấy không bị bỡ ngỡ. Thì Thành hy vọng rằng là cái này nó thuộc về vấn đề các sếp ở trên hy vọng là sẽ thương yêu để có thể nới lỏng hơn một chút, để cho phim Việt có thể có được những cái sự nó real một tí, nó thật một tí. Thí dụ như cái người xấu có thể chửi câu chửi thề, nếu mà chửi mà nghe không quá phản cảm thì cũng không sao, đúng không ạ? Tại vì nếu đó là cuộc sống thì mình phải làm vậy, coi nó mới thật, cái cảm xúc nó mới hay được. Chứ không lẽ bây giờ một cái giang hồ mà tôi nói cho anh nghe, hay ra giết nó đi, không lẽ giang hồ mà nói lịch sự quá như vậy thì nó cũng rất là khó để người ta diễn. Thì đó là cái ước mong của thằng thôi. Cái thứ hai, nói về cái gia đình thì thưa quý vị là không phải là mình kêu gia đình mình đóng phim, mà là ai đóng phim của mình sẽ thành gia đình của mình. Cái đó thì đúng hơn. Khi mà Thành làm đầy đúng nghĩa như chị Tam nói, là một cái tác phẩm solo đầu tay của mình. Ví dụ như Bố Già thì quý vị thấy là Thành có cộng tác với anh Đạt, thì đây là phim thứ hai Thành hoàn toàn không có một sự trợ giúp của ai cả. Thành phải tự làm tất cả những khâu từ kịch bản đến ra chỉ đạo diễn xuất, thoại, biên kịch cho diễn viên, rồi góc máy các kiểu, về dựng phim, âm nhạc trong phim này cũng là Thành cùng ngồi làm với nhạc sĩ luôn. Thì đây là cái tâm huyết rất lớn của mình, để mình cố gắng mình đặt đầy hết nó vào để mình muốn làm cái gì đó. Đó là cái tác phẩm đầu tiên của mình cố gắng làm hết mức có thể của mình trong cái tư duy của mình của cái năm này nè. Thì mình muốn làm cho nó hết, chứ không thôi mình phí lắm. Mình coi lại cái tác phẩm đầu tay mình tiếc lắm. Thì đó là tất cả những gì mà Thành đã cố gắng với tư duy của Thành ở năm 36 tuổi này. Thì hy vọng là mọi người sẽ cảm nhận được cái tâm huyết đó. Cái thứ hai là đây là những cái người mà Thành nhắm mắt lại, Thành nghĩ là họ hợp với cái vai này. Có thể là rất nhiều người ngoài kia hợp, Thành biết điều đó luôn. Nhưng như tôi đã nói rồi, có nhiều người đi từ thiện đâu đâu không, còn nhà mình ai bây giờ gọi nhà mình cô bác khổ không ai giúp hết. Trong khi mình thấy là những người thân của mình họ hoàn toàn có tài năng và họ diễn rất là giỏi. Đây khả như em tôi Lê Dương Bảo Lâm, nó là những người đang nổi tiếng ảnh hưởng như vậy, tại sao không mời nó? Lê Giang diễn giỏi vậy, em mình em gái ruột gia đình mình, tại sao mình không tạo điều kiện cho nó? Đó là vấn đề là mình nghĩ trong đầu, mình thấy còn ai hợp vai thì mình mời. Nếu em tôi không hợp vai tôi cũng không mời. Quý vị thấy trước chưa bao giờ tôi làm một cái phim nào cho em tôi cả. Thế nên là ai hợp vai, thật sự hợp cái vai đó tôi mới mời. Bây giờ quý vị nói là tôi thân chị Giang, cho chị Giang nhiều vai. Quý vị thử nêm cho tôi một cái nêm nào mà diễn vai bà nữ hay. Tôi thấy cũng không quá nhiều option trong Việt Nam này. Có chứ phải là không có. Nhưng mà với cái người mình gần nhất, mình dễ làm việc nhất, mình hãy ưu tiên cho người ta trước đi. Rồi sau đó rồi mình với những phim sau mình sẽ lại tiếp tục làm với những người mới nữa, mình tìm kiếm những gương mặt mới. Đó là cái suy nghĩ chân thành của Thành, là mình thấy là cái gì mình làm được với những người thân gần với mình nhất mình hãy làm đi. Những người mà mình gần nhưng mình không yêu thương họ thì tới lúc toàn là làm gì cho ai đâu, không còn cái tới lúc mà mình không còn cơ hội mình làm nữa thì mình phải không lẽ mình mới bắt đầu thương yêu họ. Thì Thành thì Thành nghĩ như vậy. Thì hy vọng rằng là quý vị xem xong cái phim, quý vị sẽ không thấy đây còn là những cái người bạn của Thành ngoài đời nữa. Quý vị chỉ thấy nhân vật của họ mà thôi. Nếu quý vị thấy được như vậy thì lúc đó là Thành cảm thấy Thành công. Em cảm ơn chị Tám đã ưu ái dành câu hỏi cho em. Thật sự nhắc lại một lần nữa là anh Thành luôn dành cho em những cái vai diễn mà em rất là bất ngờ. Và cho tới thời điểm này, tự bản thân em thấy không ai chửi Trấn Thành mà ngọt ngào bằng Thả Như luôn á. Em thấy từ những cái vai mà những clip viral mà lúc đầu Tư Hậu và những lần mà em hợp tác với anh Thành, cả live show Trấn Thành và cả những cái vai diễn sau đó, Bố Già, Web Drama, toàn là những vai diễn rất hay. Và riêng vai diễn này thật sự là em xin trả lời là áp lực lớn nhất của em khi mà đóng với anh Thành, đó là những lần em tương tác rất thật với anh Trấn Thành. Và thật sự những lần tương tác đó là nó là thật chứ nó không có giả bộ. Và có những cái cảnh tương tác em phải tát tới 2 ngày như vậy. Và thật sự là em cảm thấy
có những ngày buông ra máy cắt một cái tay em nó rung, cái chân em nó rung không đi nổi luôn, bởi vì anh Thành là một người diễn là phải real, phải thật, đánh giả cũng không diễn, em đánh mà lỡ không đủ lực là ngưng cũng diễn, nên thành ra cái áp lực lớn nhất của em, trời ơi, đánh cái người mà mình thương, người anh của mình mà đánh cho nó thiệt, mà đánh từ sáng hôm nay cho tới sáng hôm sau, xong sáng hôm sau đánh lộn cho tới sáng hôm sau, không có con người nào mà làm được hết trơn, mà em đã vượt qua điều đó một cách ngoạn mục. Dạ, và thực sự là em rất biết ơn về điều đó. Nếu như mà mọi người xem những cái cảnh đánh mà mọi người thấy đau thì thật sự là em cũng đau thiệt, và không xịn nó mỗi lần mà quay xong cái mắt ấy sao cái bầm vậy, như em đánh. Dạ, rồi có những cảnh em ổng đau quá ổng không quay tiếp nên cái phần đoạn nó coi như xong, chứ thật sự là tụi em đánh lộn thiệt không à. Dạ, em đó là áp lực của em. Dạ, em xin hết, em cảm ơn chị Tám. Chị có sướng không? Dạ, sướng không ạ? Dạ. Dạ sướng, em nói thiệt sướng. Sướng thiệt chứ trời, ai mà đánh ngôi sao như em chứ ơi. Trong phim á là mày hả Nhuận đúng không? Còn trong lòng của nó là mày hả Thành hả? Mày hả Trấn Thành? Dạ có, chưa đâu. Ekip có gửi em nữa. Nhưng, lát đánh xịn không? Cho gửi mấy cái nha, em cũng có. Dạ, xin cảm ơn Khánh Như ạ.